sự tích thánh giống. Ngày sửa ngày xưa, vào thời vua Hùng Vương, có một người đàn bà đã nhiều tuổi nhưng không có mụn con nào. Bà sống một mình trong ngôi nhà đơn sơ ẻo uột. Một sáng nọ, như mọi ngày, bà lại đi thăm nương. Bỗng bà nhìn thấy một vết chân thật to, vết chân dẫm nát cả mấy lúng cả. Bà thất thanh kêu lên, ôi làng nước ơi, bàn chân của ai mà lại to thế này. Tò mò, bà tiến lại gần vết chân nhìn nhìn rồi ướm thử bỗng bà cảm thấy dùng mình khi đưa bàn chân ướm thử vào dấu chân lạ. Kỳ lạ thay, sau khi ướm thử vào dấu chân lạ, một thời gian sau bà lại có mang. Đủ tháng đủ ngày bà sinh được một đứa con trai bụ bẫm, khấu khỉnh. Bà đặt tên cho đứa bé là Gióng. Nhưng bé Gióng lên 3 tuổi rồi mà vẫn nằm ngửa đòi ăn. Gióng không biết ngồi, không biết lẫy, cũng không biết nói hay cười gì khiến bà lo lắng lắm. Thở ấy, bọn giặc ân kéo vào cướp bóc nước ta và chúng rất hung tàn cầm đầu giặc ân là một tên tướng gọi là ân vương chúng đi đến đâu là đốt nhà phá cửa giết người cướp của đến đấy vua hùng vương nhiều lần xuất trận nhưng không đánh nổi lại bọn chúng lo lắng vị nạn giặc vua hùng vội phái sứ giả đi khắp nơi để tìm tướng tài cứu nước một hôm sứ giả đi đến làng của chú bé gióng gióng nghe loa thấy việc nhà vua đang tìm người tài đánh giặc cứu nước mẹ gióng đang du con liền đùa rằng con ơi con của mẹ chậm đi chậm nói thì biết bao giờ mới đi đánh giặc giữ nước được đây không ngờ bé gióng nhìn mẹ mở miệng cất thành tiếng mẹ cho gọi sứ giả vào đây cho con gióng nói xong lại im bặt bà mẹ vừa mừng vừa sợ vội chạy kể chuyện với xóm giềng mọi người tới nhà xem ai nấy cũng cho là một sự lạ sau cùng có một người nói ta cứ đi mời sứ giả đến xem thử nó muốn cái gì thế là mẹ gióng chạy tìm sứ giả để mời về khi sứ giả của nhà vua bước vào nhìn thấy cậu bé gióng liền nói ngươi là đứa trẻ lên ba mới học nói ngươi định mời ta đến đây để làm gì bé gióng trả lời đầy chững chạc về bảo với nhà vua rèn cho ta một con ngựa sắt một thanh gươm sắt một áo giáp sắt và một nón sắt ta sẽ đánh đuổi giặc sữ cho mọi người ai nấy nghe xong đều ngạc nhiên lạ lùng cho rằng thần nhân xuất hiện sứ giả thì lập tức phi ngựa về tâu với vua hùng vương nghe sứ giả nói vua hùng vương rất là mừng rỡ vua hùng vương vội ra lệnh cho thợ rèn gom góp tất cả sắt lại rèn ngựa gươm áo giáp và nón như lời của cậu bé gióng khi ngựa gươm áo giáp và nón rèn xong thì nặng không thể tưởng tượng nổi vua hùng vương phải cho hàng ngàn quân sĩ tìm mọi cách để mang ngựa gươm áo giáp và nón đến cho cậu bé gióng khi nghe được tin quân sĩ khiêng ngựa gươm áo giáp và nón sắt sắp đến làng mẹ gióng sợ hãi vô cùng vội chạy về bảo với con con ơi việc nhà vua đâu phải là chuyện chơi hiện quân sĩ đang kéo đến ầm ầm ngoài bãi rồi biết làm thế nào bây giờ con nghe nói thế bé gióng vụt đứng dậy và nói việc đánh giặc thì mẹ đừng lo nhưng mẹ phải cho con ăn thật nhiều mới được mẹ gióng vội thổi cơm cho gióng ăn nhưng cứ nấu lên được nồi nào thì gióng ăn hết ngay nồi ấy mỗi lần ăn một nồi cơm thì gióng lại lớn thêm được một ít và lại đòi ăn thêm mẹ gióng càng cho con ăn thì con lại càng lớn nhanh như thổi bỗng chốc đã trở thành một thanh niên vô cùng khỏe mạnh nấu đến hết gạo mẹ gióng vội kêu gọi hàng xóm láng giềng trong làng cả làng nô nức đem gạo khoai trâu rượu hoa quả bánh trái mang đến cho gióng đầy cả một sân nhưng cả làng đưa đến bao nhiêu thì gióng ăn hết bấy nhiêu mà vẫn đòi ăn không nghỉ sau đó gióng lại bảo mẹ mẹ ơi phải kiếm vải cho con mặc người trong làng lại đua nhau mang vải lụa tới may áo quần cho gióng mặc nhưng thân thể gióng lớn vượt trội một cách kỳ lạ áo quần vừa may xong đã thấy chật thấy ngắn lại phải mang vải lụa tới để chấp nối thêm không mấy chốc đầu gióng đã chạm đến nóc nhà ai nấy nhìn thấy thì hết sức kinh ngạc à? lúc này quân sĩ của vua hùng vương đã hì hục khiêng được ngựa gươm áo giáp và nón sắt tới dòng bước ra khỏi nhà vươn vai một cái người bỗng cao to sừng sững chân dài hơn trượng hét lên một tiếng như tiếng sấm ta là tướng nhà trời nói rồi gióng mặc giáp sắt đội nón sắt tay cầm gươm múa quanh mấy vòng đoạn gióng từ biệt mẹ và dân làng nhảy lên lưng ngựa ngựa sắt bỗng trồm lên phun thẳng ra đằng trước một luồng lửa đỏ rực gióng thúc chân ngựa phi như bay sải từng bước dài hàng chục con sào. Chỉ trong chớp mắt, ngựa đã xông đến đồn trại giặc đang đóng la liệt cả mấy khu rừng. Lưỡi gươm của gióng vung lên loang loáng như chớp giật. Quân giặc xông ra chừng nào thì chết chừng ấy. Ngựa thét ra lửa thiêu cháy từng dãy đồn trại, lửa thiêu luôn cả mấy khu rừng. Thấy gióng dũng mãnh như vậy nhưng tướng giặc Ân Vương vẫn còn cố gào thét hô quân sắp tới. Gióng càng đánh càng khỏe, Thay giặc nằm ngổn ngang, bỗng chốc gươm gãy. Gióng không chút bối rối, thuận tay nhổ những bụi tre hai bên đường quật tới tấp vào các toán giặc đang cố gắng trụ lại theo lệnh chủ tướng. Chẳng mấy chốc quân giặc hoảng sợ đã tẩu tán bỏ chạy khắp nơi, còn Ân Vương bị quật chết tan xác. Bọn tàn binh giặc đứa thì bỏ chạy, đứa thì lại lục xin hàng. Quân đội của vua Hùng Vương cũng như dân các làng chỉ còn việc xông ra chói chúng lại. Không đầy một buổi, gióng đã trừ xong nạn cho nước nhà. Lúc bấy giờ ngựa sắt của gióng đã tiến đến chân núi Sóc Sơn. Đến đây, gióng bèn cởi giáp bỏ nón lại, rồi cả người lẫn ngựa bay thẳng lên trời. Sau khi thắng trận, để nhớ ơn người anh hùng, vua Hùng Vương sai người lập đền thờ thánh gióng ở làng quê, phong làm phù đồng thiên vương. Ngày nay chúng ta còn thấy vẫn còn những dấu vết như dãy ao tròn nối nhau kéo dài suốt từ Kim Anh, Đa Phúc cho đến Sóc Sơn, người ta bảo đó là những vết chân ngựa của thánh gióng. Khu rừng bị ngựa sắt phun lửa thiêu nay còn mang tên là làng cháy. Những cây tre thánh gióng nhổ quật vào giặc bị lửa đốt ngả thành màu vàng và có những vết cháy lốm đốm, ngày nay người ta gọi là ngả hay đằng à, hết. Các bạn hãy like, share và đăng ký kênh để mình có động lực làm thêm nhiều clip nữa nhé. Cảm ơn các bạn.